Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh tin tức Bitcoin 247. Với những bạn chưa có tài khoản để mua bán và giao dịch Bitcoin, các bạn có thể mở tài khoản trên sàn Binance theo đường link mình để ở phần mô tả để được giảm 10% phí giao dịch trọn đời. Và thông tin ngày hôm nay, Bitcoin đang giao dịch ở mức 63.000 đô la. Giá không có nhiều biến động trong ngày hôm nay, bất chấp các nhà giao dịch đang cho thấy sự lạc quan. Jack Dorsey, người đồng sáng lập kiêm cựu CEO của Twitter, gần đây đã đưa ra một dự đoán táo bạo về giá Bitcoin trong tương lai. Trong một cuộc phỏng vấn, Jack Dorsey bày tỏ sự lạc quan của mình đối với Bitcoin, dự đoán giá Bitcoin có thể tăng vọt lên ít nhất 1 triệu đô la vào năm 2030. Mặc dù tập trung vào tiềm năng tăng trưởng theo cấp số nhân của Bitcoin, công ty fintech Block của Jack Dorsey đang phải đối mặt với sự giám sát chặt chẽ của cơ quan quản lý. Block đã cam kết đầu tư 10% lợi nhuận gộp từ các sản phẩm liên quan đến Bitcoin để mua thêm Bitcoin mỗi tháng. Như các báo cáo về vi phạm tuân thủ trong các bộ phận thanh toán của mình, bao gồm Square và Cash App, đã phủ bóng đen lên kế hoạch này. Vào thứ Năm ngày 9 tháng 5, các quỹ Bitcoin ETF Spot của Hoa Kỳ đã ghi nhận dòng vốn đáng kể khi GBTC của Redscale vượt xa dòng vốn vào của các đối thủ. Dòng tiền trong ngày lên tới 11,3 triệu đô, với Redscale chiếm hơn 40 triệu đô la dòng chảy âm. Theo dữ liệu của Farsight Investor, GBTC của Redscale đã tiếp tục xuống khi là quỹ ETF duy nhất phải đối mặt với dòng tiền tiêu cực, chứng kiến tổng dòng vốn chảy ra là 43,4 triệu đô. Bất chấp dòng tiền chảy ra, GBTC vẫn là một công ty nổi bật trên thị trường khi nó đã phá vỡ xuống dòng tiền chảy ra vào thứ 6 tuần trước với hơn 60 triệu đô la. Mặt khác, IBIT ETF của BlackRock đã chứng kiến sự hồi sinh của dòng vốn vào. IBIT Bitcoin ETF đã chứng kiến dòng vốn đáng chú ý là 14,2 triệu đô, cho thấy niềm tin của nhà đầu tư vào quỹ ETF đặc biệt này. Hơn nữa, FBTC của Fidelity cũng có chuyển biến tích cực với dòng vốn vào 2,7 triệu đô. BITB ETF của Bitwise đã thu hút dòng vốn vào 6,8 triệu đô. Điều này củng cố vị thế của nó như một lựa chọn ưa thích của các nhà đầu tư vì đây là ETF duy nhất có dòng vốn vào thứ Tư, ngày 8 tháng 5. BITB ETF chiếm 11,5 triệu đô dòng vốn vào, trong khi các quỹ ETF khác ghi nhận dòng tiền bằng không. Trong khi đó, AK21SE ETF chứng kiến dòng vốn dồi dào 4,4 triệu đô vào thứ Năm. BTCO của WisdomTree và EZBC Bitcoin ETF của Franklin Templeton đều có dòng vốn vào khiêm tốn. Các quỹ ETF BTCO và EZBC đã ghi nhận dòng vốn lần lượt là 2,2 triệu đô và 1,8 triệu đô. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là các quỹ ETF khác, bao gồm cả Hashdex, VanEck, Vancari và Invesco Galaxy, đã không chứng kiến bất kỳ dòng chảy nào vào thứ Năm. Điều này cho thấy sự thiếu quan tâm đến các sản phẩm ETF Bitcoin dòng ngày vào lúc này. Trong bối cảnh giá Bitcoin đang phục hồi, những người bán khống đã tham gia vào một cuộc thanh lý. Theo dữ liệu của CoinGlass, số tiền thanh lý bán khống lên tới 28,14 triệu đô trên tổng số tiền thanh lý là 36,94 triệu đô. Việc siết chặt ngắn hạn có thể khiến giá Bitcoin cao hơn trong giây lát. Tuy nhiên, việc thanh lý vị thế mua lớn có thể cản trở đà tăng giá. Và thông tin cuối cùng, sự phổ biến của mạng Solana đã giúp nó thu hút được một lượng lớn người dùng, nhờ đó người ta nhận thấy hoạt động trên mạng ngày càng tăng. Do hoạt động trên mạng ngày càng tăng, phí trả cho người xác thực trên mạng Solana đã tăng lên. Ethereum từ lâu đã là người chơi thống trị trong không gian nền tảng hợp đồng thông minh. Sự nổi tiếng ngày càng tăng của Solana, đặc biệt nếu phí của nó vẫn cạnh tranh với Ethereum, có thể làm giảm thị phần của Ethereum. Điều này làm suy yếu vị thế của Ethereum như một blockchain phù hợp cho các nhà phát triển và người dùng. Tình trạng của mạng Ethereum cũng rất tồi tệ. Trong tháng trước, số lượng địa chỉ hoạt động hàng ngày trên mạng Ethereum đã giảm đáng kể. Theo token Terminal, số lượng người dùng hoạt động hàng ngày trên mạng đã giảm 2,9% trong 30 ngày qua. Hơn nữa, doanh thu trung bình do mạng tạo ra cũng giảm đáng kể, 81,6% trong giai đoạn này. Giao dịch NFT trên mạng Ethereum cũng giảm trong tháng qua. Sự phổ biến của các NFT từ các blockchain khác như Bitcoin và Solana đang chiếm lĩnh một phần lớn mạng Ethereum. ETH cũng không đạt được kết quả tốt về mặt giá cả. Kể từ ngày 8 tháng 4, giá của nó đã giảm đáng kể, thể hiện nhiều mức thấp thấp hơn và mức cao thấp hơn, cho thấy xu hướng giảm giá. Cùng với đó, dòng tiền Chainlink CMF của Ethereum đã giảm đáng kể xuống âm 0,21 trong giai đoạn này. Điều này có nghĩa là tiền chảy vào ETH đã giảm đáng kể trong vài ngày qua. Chỉ số sức mạnh tương đối RSI của Ethereum cũng giảm trong giai đoạn này, ngụ ý rằng động lực đang thuộc về phe gấu ở thời điểm hiện tại. Cùng với đó, tốc độ của ETH đã giảm, cho thấy tần suất giao dịch giảm. Ngược lại với điều này, tốc độ tăng trưởng mạng chung của ETH đã tăng trưởng đáng kể. Điều này có nghĩa là các địa chỉ mới tiếp tục thể hiện sự quan tâm đến ETH. Và đó là nội dung của video ngày hôm nay. Hy vọng các bạn sẽ thích thông tin mình mang lại. Đừng quên bấm like và subscribe để ủng hộ mình ra những video kế tiếp. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.